Hai cô gái rơi tại chung cư Tô Bách Hồng phải chăng bị ngăn cấm tình cảm? Đến nay, Công an quận 12 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ hai cô gái rơi lầu tử vong tại chung cư Tô Bách Hồng trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc, người nhà của hai cô gái đã đến cơ quan chức năng làm việc. Sau khi xem qua hình ảnh camera, hai phụ huynh xác nhận hai cô gái tử vong tại chung cư là con của mình. Cụ thể danh tính hai nữ sinh là LNTK, 16 tuổi, ngụ quận 12 và NTTH, 16 tuổi, ngụ quận 4, đều đang học tại một ngôi trường ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của phụ huynh, hai nữ sinh có quan hệ tình cảm. Trước đó một tuần, hai nữ sinh bỏ nhà đi đâu không rõ nên gia đình tìm kiếm. Sau đó, gia đình thấy một số tin nhắn giữa hai nữ sinh có nhắc đến ý định tự tử. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, một nam bảo vệ chung cư đang trực thì nghe tiếng động lớn gần chốt trực nên lại gần kiểm tra, thì phát hiện hai người nằm bất động trước chung cư nên trình đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận 12, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường. Tại tầng thượng tòa nhà A1 của chung cư này, cơ quan chức năng phát hiện có 2 ba lô, một ván trượt, điện thoại, không có giấy tờ tùy thân. Trích xuất camera giám sát an ninh của chung cư và làm việc với các bảo vệ chung cư, xác định hai nữ sinh trên đi bộ trên đường Phan Văn Hớn rồi hướng từ đường Trường Chinh đến quốc lộ 1 vào chung cư. Tại đây, một nữ sinh lấy ván trượt phía trước chung cư. Sau đó, hai nữ sinh đi bộ vào bãi xe chung cư rồi qua hồ bơi, đi cầu thang bộ lên tầng 3 của tòa nhà A1 để đi thang máy lên tầng thượng của chung cư. Hình ảnh camera không ghi nhận hai nữ sinh bị ép buộc gì. Làm việc với cơ quan điều tra, bảo vệ chung cư cho biết các lối vào chung cư phải dùng thẻ từ. Tuy nhiên, khu vực cửa hồ bơi đi vào thì không dùng thẻ từ. Vì vậy, hai nữ sinh đã theo lối này để đi lên sân thượng rồi xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong bất kỳ một giai đoạn nào của cuộc sống, mỗi chúng ta đều đối diện với những xung đột tâm lý xã hội xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mâu thuẫn với nhu cầu xã hội. Một trong số đó có thể giải quyết được, còn một số thì không. Đặc biệt đối với trẻ, khi kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thích ứng còn giới hạn. Vì thế, ở những tình huống khó khăn nhất định, có thể kích hoạt suy nghĩ tiêu cực và bùng nổ về cảm xúc, khiến trẻ tìm cách chấm dứt căng thẳng bằng phương án tự tử. Hiện nay, tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng. Như người lớn, các bậc phụ huynh chưa biết cách nhận diện, hỗ trợ và can thiệp. Các nghiên cứu đã cho thấy, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng tự tử ở trẻ vị thành niên là lo âu, trầm cảm, là vấn đề hay gặp và phổ biến trong giai đoạn phát triển trẻ vị thành niên, giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn. Đây là độ tuổi rất nhạy cảm trước những tác động của môi trường, xã hội do những thay đổi về tâm sinh lý ở lứa tuổi này. Ở Việt Nam, một trong những nguyên nhân thường gặp gây ra trầm cảm ở trẻ vị thành niên là do áp lực học tập, thi cử. Lịch học quá dày, gồm học chính khóa, học thêm đã chiếm hầu hết thời gian, làm cho trẻ cảm thấy luôn căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra, một số trẻ dễ rơi vào tình trạng sốc tâm lý và nghĩ đến chuyện tiêu cực, thậm chí là kết thúc cuộc đời sau những thất bại trong học tập, thi cử. Hiện nay, trên thực tế ở Việt Nam, vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt tâm lý thanh thiếu niên tuổi học đường chưa được chú trọng nhiều.